Hoàng tử Harry chuẩn bị cho chuyến đi bộ gây quỹ, tin từ Novola Zaretskaya. Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh đã lắng nghe một cuộc họp với những người đồng đội của mình ở Nam Cực vào ngày hôm nay, chuẩn bị cho một chuyến đi 200 dặm về phía Nam Cực để quyên tiền cho các cựu chiến binh bị thương. Người đứng thứ tư trong thứ tự nối ngôi của Vương quốc Anh là một người bảo trợ cho chương trình đồng hành với người bị thương, là một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên tài trợ cho việc phục hồi khả năng của các chiến binh Anh quốc, cũng như đào tạo và giúp họ tìm được việc làm sau khi họ rời quân đội. Đoàn thám hiểm đi đến Nam Cực sẽ gây quỹ cho tổ chức từ thiện và dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 từ 87 độ về phía Nam, với hy vọng sẽ đi đến mũi Nam Cực vào ngày 16 tháng 12. Nam diễn viên Dominic West cũng tham gia trong đoàn đi bộ này.